Ơi, đang ráp con diều 4 mét đây. Bây giờ đang cần bộ 6 thôi. 6 gì? 6 gì không? 6 bộ này. 400 đây, bộ này lắp lên đó được. Bỏ con cái đi. Nếu lắp lên đó phải bỏ hai con này. Thấy mấy con này trên này thôi. Thì còn mới mới cống được chứ. Thành cái gì ta? Thành bộ gì? Thì nó vẫn là hòa âm thôi. Sao lại vớt con cái với con hai là sao là thì bây giờ cái kia thành cái lớn. Rồi, đang cột dây đây. Mà nó còn quậy cỡ đó. Rồi, ok. Căng đét. Ngày hôm qua con của Tấn nó còn xuống nữa, chị ông nổi còn xuống nữa. Chiếc ngáo thì cả cứ đứt hết dây sáo rồi thì dây đuôi đứt hết. Tấn ngáo láo nháo ra chả hỏi trái chả hỏi anh cả. Đây có người lớn người bé thì ra là trẻ. Con bậc các anh các chị không? Có ba con thì giúp nhau ở đó thì cột thêm nữa. Đi năm dỗ. Ờ, cái việc nó ra. Ôi, Long thì nhà vừa gọi đang ngủ ở nhà rồi. Ngồi ra đâu? Em đi từ sáng 7 giờ đến giờ về tay. Sao là đi trên kia? Đi xe máy chứ. Nhưng mà đi mẹ mình đéo về, mấy thằng bạn nó về hết rồi mình đéo về. Mệt. Má bữa nay đi cực lắm. Hết chưa? Mấy ngày lễ rồi. Mấy ngày lễ đi xe đồ đông đường. Gió trên 400 càng lắm. Càng lắm à. Gió xuống thì sợi gì. Đây gọi to mà. Giống anh cái quả ngọt này nó cũng kêu nhầy à. Chết to quá nó hiểu cái to quá cái phổ không nó vẫn kêu nhưng mà phải ăn gió to không nó chưng thôi chứ nó lại chưng mà quả này làm chìa khóa đây nha. Bộ này thực ra rất là đẳng cấp nhé mọi người nhá, nhưng mà do chủ thả cái gì mà bây giờ miệng nó hơi nhìn nó hơi ấy tí thôi, hơi đẻo. Nhưng mà vẫn kêu chủ thả phá nát sáo vẫn có đẳng cấp nhá. Miệng vỡ vậy mà ông vẫn còn chuẩn đấy à. Mẹ cắm nó nha. Nhìn như thế này thôi nhưng mà kêu vẫn rất như là này nọ nhá. Chứ không đơn giản đâu. Đấy. Cắm xuống mấy lần rồi. Cái này bẻ ở ngoài mà. 3 4 rổ dây. Đấy. Okay. Ra phơi. Đang phơi luôn. Quăng rau. Quăng rau. Không kêu à? Kêu nhưng mà nó ăn rất to. Đấy, có cái quả này là chắc phải xó về đến tầm cỡ 30 nó mới kêu mọi người nhá. Đây. Cắn đi. Trong sạch để chạy xe chứ không thì hốt cho phát. Đấy, móc phải chỉ âm ấy phải không? Móc cái chỉ âm vừa luôn. Này bữa đứt dây. Rồi, đang ráp cho hòa âm nhôm D70 nặng ký rưỡi. Chưa kêu được không? Bà này con dũng luôn làm. Mày mới về từ làm bộ nghe nè. Về đây này. Không, anh thấy không, nhìn á, nhìn kỹ thì nó hơi đẻo mà nhìn bớt không bớt nhưng mà quay phim. Kiểu này anh nhìn đến cái tưởng là gỗ cẩm hay là gỗ mua cái nào đây nè. Dây đó, dây này. Dây này ông buộc bố vào đây thì cái dây này thôi. Vài đây rồi. Trên bầu trời chúng ta đang có hiện tại đang có 5 con đây các bạn nhé. 5 con. Rồi đây có một đồng chí ra tiếp đây. Hello. Em chăm con 15 tiếng. Đó, đánh khổ. Em ăn chưa kịp ăn ổn mì nữa mọi người kêu em xuống. Em không biết là xuống chỗ nào. Đó. Đi ra bà Diều, bán ra bà Diều mà trông con bây giờ mới trốn vợ đi ra được bà Diều thả tới Diều. Xin phép vợ. Đấy. Giờ 5 giờ rồi, giờ tới 6 giờ đó. Đó anh em đang. Đây anh em đang ở bà Diều đây. Đang ráp con Diều nha, tí xíu còn mấy con đang ra nha. Đắp khung hả? Mới lên khung mà hôm nay mưa giờ quá sợ ấy giờ. Đúng rồi, nắng anh em gió. Mới làm cho khách đó mọi người. Mới là lên khung cầm cho khách. Thời gian lên khung là cũng phải mất phải 5-6 giờ làm việc. 5-6 giờ. Đúng rồi, cái bố à. Ra đi chơi đi. Mẹ
nhà tự kỷ à? Ra thì cầm luôn mồi cháo ra anh ra ngoài này. Đâu rồi? Anh ấy nói là sao đâu? Sao đang có tóc mồm ở trên. Ở nhà mẹ tự kỷ mẹ mất chứ. Nó có bung hết cả miệng sao rồi. Mất hết cả ống rồi. Ở nhà đang khóc chưa hết cả mót rồi. Móc. Đến ngó chưa giờ rồi. Thằng Long nó có vợ chưa? Chưa. Có vợ rồi mà chưa cưới cha. À, vậy hả? Con này nó chưa. Thằng Long chưa có vợ rồi mà. À. Nhưng mà chưa có làm lễ cưới thôi. Chứ đăng ký cái đồ thôi. À. Đây là quay á, chúng mình ngày mai Long có lên chiếc mà mày. Tao không có cắt tiếng đâu á. Ừ, tao để nguyên tao lên, tao không cắt tiếng đâu, tao báo trước rồi. Nó trên có đầu lên. Thay áo nữa. Thôi đứng đi rồi. Đợi đợi lên đâu. Con lên rồi đâu, con này nặng không được đâu. Con này nó nãy. Không, cái lúc mà ngao bập là lúc. Rồi đang ngồi chờ gió nha. Còn cái lúc mà dông gió lớn á là không hề. Rồi tiếp tục. Khổ. Mấy bố con đang ra tiếp đây. Rồi chuẩn bị đi chiến trường cho lên con hạ âm 70 nha. Sáu nhôm. Máy đi. 100 rồi đây mấy trăm. Rồi đang xả dây. Bơm 2 nhịp nha. Chạy 2 nhịp nha. Rồi chuẩn bị lên con này nha. Xả dây nha. Rồi đây, không lên nổi rồi. Rồi rớt. Rồi xuống. Ok. Không lên nổi nha các bạn nha. Rồi các bạn thấy hay các bạn cho mình một like nha, một chia sẻ. Các bạn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đang gió chân hơi yếu. Tí xíu lên lại nha.